Chào mừng các bạn đã đến với kênh Việt US 1040. Đây là video mới nhất của kênh được thực hiện ngày 8 tháng 10 năm 2020 tại Cali, có tựa đề là Tin phấn khởi về gói cứu trợ 2. Tiếp theo là tin về viện trợ hàng không. Và phần thứ ba là hướng dẫn làm ngay thủ tục xác minh danh tính trực tuyến tại EDD Cali. Thông tin chia sẻ tại video này bao gồm các nội dung: phần 1, bức tranh chung về gói cứu trợ mới và viện trợ hàng không. Chủ tịch Hạ viện Pelosi và Mnuchin, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, đã nối lại các cuộc đàm phán. Phần 2, chia sẻ thông tin về yêu cầu thủ tục xác minh danh tính trực tuyến tại EDD California. Và đây là những gì bạn nên biết. Chúng ta bắt đầu với phần 1. Bức tranh chung về gói cứu trợ mới và viện trợ hàng không. Chủ tịch Hạ viện Pelosi và Mnuchin, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, đã nối lại các cuộc đàm phán. Như chúng ta đã biết rằng, kể từ khi thông qua gần 3.000 tỷ đô la cứu trợ kinh tế vào mùa xuân này, Quốc hội và Nhà Trắng đã không đạt được thỏa thuận về một gói khác, bất chấp cảnh báo từ các nhà kinh tế, bao gồm cả Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, Powell, rằng cần có viện trợ tiếp theo để duy trì phục hồi kinh tế đất nước. Mặc dù các cuộc đàm phán đã sụp đổ vào đầu tháng 8, bà Pelosi và ông Mnuchin đã tiếp tục các cuộc thảo luận trong những ngày gần đây khi các công ty tiếp tục sa thải hoặc sa thải hàng chục nghìn người Mỹ cũng như chính quyền địa phương, trường học và các ngành công nghiệp trên khắp đất nước vận động để có thêm quốc hội cứu trợ. Các cuộc đàm phán để đảm bảo một dự luật toàn diện hơn đã sụp đổ vào thứ Ba sau khi ông Trump nói trong một Twitter rằng ông đã chỉ đạo các nhà đàm phán của mình từ chối một dự luật kích thích cho đến sau cuộc bầu cử. Nhưng Tổng thống đã nhanh chóng bắt đầu phản bác lại vào tối thứ Ba, nói trên Twitter rằng ông sẽ ký một dự luật độc lập để gửi cho người Mỹ những tấm séc kích thích 1.200 đô la. Vào sáng thứ Tư, ông thúc giục bà Pelosi tiến nhanh về đề xuất này. Có tin cho hay những người thân cận với ông Mnuchin nói rằng ông rất thất vọng trước sự sụp đổ đột ngột của các cuộc đàm phán vào thứ Ba, nhưng ông vẫn sẵn sàng tham gia lại nếu được Tổng thống cho phép. Ngoài ra, Mark Meadows, chánh văn phòng Nhà Trắng, nói rằng ông và ông Trump đã nói chuyện với ông Mnuchin vào sáng thứ Tư về khả năng các dự luật cá nhân có thể được thông qua. Pelosi và Bộ trưởng Tài chính Mnuchin đã phát biểu hôm thứ Tư về triển vọng của một dự luật độc lập về cứu trợ hàng không khi Tổng thống Trump tiếp tục rút lui khỏi các cuộc đàm phán về một gói cứu trợ coronavirus rộng hơn và thúc đẩy pháp luật hẹp hơn. Trong cuộc trò chuyện vào buổi sáng, ông Mnuchin đã hỏi về khả năng có một dự luật độc lập vì chương trình trả lương quan trọng cho nhân viên hàng không đã hết hiệu lực vào tuần trước và các hãng hàng không đã cảnh báo về hàng chục nghìn nhân viên bị cắt giảm và sa thải mà không có sự can thiệp của liên bang. Bà Pelosi lưu ý rằng các đảng viên Dân Chủ đã ủng hộ cho một biện pháp như vậy và nhắc nhở ông Mnuchin rằng các đảng viên Cộng Hòa đã phản đối việc nhất trí thông qua dự luật như vậy tại Hạ viện vào thứ Sáu, một phát ngôn viên của bà Pelosi cho biết. Bà đã yêu cầu ông Mnuchin xem xét lại luật do đại diện Dân Chủ của tiểu bang Oregon, Chủ tịch Ủy ban Cơ sở Hạ tầng và Giao thông Hạ viện lên tiếng ủng hộ. Các quan chức cấp cao của Nhà Trắng và các đảng viên Dân Chủ trong Quốc hội đã trao đổi với nhau về việc Tổng thống Donald Trump đột ngột rút khỏi các cuộc đàm phán về gói cứu trợ kinh tế mới, vì hy vọng về một thỏa thuận kích thích có giới hạn để giúp Mỹ phục hồi đã cạn kiệt. Đảng Dân Chủ Pelosi, Mnuchin, đã nối lại các cuộc đàm phán vào sáng thứ Năm theo giờ Washington, sau khi ông Trump đề nghị ông sẵn sàng hỗ trợ các dự luật viện trợ hẹp, bao gồm cả một dự luật độc lập về cứu trợ hàng không, trong khi đang có tin ngành hàng không đang bắt đầu sa thải nhân viên với số lớn lượng vì không kham nổi kinh phí tiền lương khi hoạt động đình đốn mà khoản trợ cấp từ gói cứu trợ lần một đã chấm dứt. Cụ thể hơn, các hãng hàng không Mỹ bắt đầu cho hàng ngàn nhân viên nghỉ việc sau những nỗ lực đàm phán kế hoạch cứu trợ kinh tế mới bị ngưng trệ ở Quốc hội. American Airlines cho biết hãng đã sa thải 19.000 công nhân và United Airlines là 13.000 người. Các hãng vận tải bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch virus corona cho biết họ sẵn sàng đảo ngược quyết định nếu tìm được nhiều sự trợ cấp hơn. Các hãng hàng không đã nhận được hàng tỷ đô la từ chính phủ liên bang. Tin mới nhất cho hay đàm phán giữa Pelosi và Mnuchin ngày 7 tháng 8 trong vòng 21 phút đầu hai bên đã thống nhất được một dự luật độc lập về cứu trợ hàng không, xem như là một tiến triển thuận lợi. Tiếp theo là việc liên quan đến chích 1.200 đô la lần hai. Thông qua trao đổi giữa Trump, Mnuchin và Mark Meadows thì sau đó Mark Meadows đã nói với đài Fox News như sau: theo tôi thấy việc đàm phán tách riêng ra từng gói nhỏ như vậy thì khả năng thông qua rất cao.
Ông cho biết thêm hiện ông và Mnuchin đang thuyết phục và kêu gọi sự hợp tác của bà Pelosi để thông qua từng gói nhỏ. Hôm qua Trump cũng đã hối thúc bà Pelosi nhanh lên là vậy. Các cuộc đàm phán được mở lại làm mọi người thở phào nhẹ nhõm hơn. Tại sao việc gia hạn trợ cấp thất nghiệp chưa có? Vì vấn đề này còn chênh lệch trong quan điểm giữa hai bên, dao động trong con số từ 400 đô la tuần cho đến 600 đô la tuần chưa thể ấn định ngã ngũ là bao nhiêu một tuần cho phù hợp. Cho nên hiện tại chưa có tin gì mới. Bây giờ chúng tôi chuyển sang phần 2. Chia sẻ thông tin về yêu cầu thủ tục xác minh danh tính trực tuyến tại EDD California. Hiện tại Cali có một số quý vị nhận được yêu cầu xác minh danh tính trực tuyến. Tại sao bạn cần trả lời yêu cầu này? Bạn nhận được yêu cầu tải lên tài liệu này vì EDD không thể xác minh danh tính của bạn dựa trên thông tin bạn cung cấp trên yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp, UI, của bạn. EDD cũng nói rõ, nếu bạn nhìn thấy yêu cầu này lần thứ hai, bạn đã không trả lời yêu cầu trước đó hoặc không cung cấp đủ tài liệu để xác minh danh tính của mình, vui lòng cung cấp các tài liệu cần thiết. EDD cho biết thêm một trong những lý do phổ biến nhất khiến EDD Cali không thể xác minh danh tính của bạn là vì tên, ngày sinh hoặc số an sinh xã hội của bạn không khớp với hồ sơ trong hồ sơ với cơ quan quản lý an sinh xã hội, SSI, hoặc sở xe cơ giới, DMV. Ví dụ, bạn có thể đã thay đổi tên của mình nhưng không thông báo cho DMV. Nếu bạn có sự khác biệt về tên hoặc ngày sinh trong đơn yêu cầu của mình, hãy cung cấp tài liệu có tên hoặc ngày sinh chính xác của bạn, chẳng hạn như giấy khai sinh chính thức hoặc giấy đăng ký kết hôn. EDD cũng nhấn mạnh những điều sau. Lưu ý, EDD sẽ không cập nhật thông tin của bạn với SSI, DMV hoặc chủ lao động của bạn, liên hệ trực tiếp với họ để thực hiện các thay đổi. Về hạn chót nộp hồ sơ, bạn có 10 ngày theo lịch kể từ ngày gửi thư theo yêu cầu xác minh danh tính, mẫu J1326C, được gửi đến bạn để trả lời kèm theo bằng chứng nhận dạng. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích bạn tải lên tài liệu càng sớm càng tốt để tránh bị chậm trễ trong việc nhận trợ cấp, nếu bạn cần thêm thời gian. Để yêu cầu thêm thời gian, bạn phải gọi số 1-866-401-2849 hoặc gửi yêu cầu đến địa chỉ ở đầu yêu cầu xác minh danh tính, J1326C, đã được gửi cho bạn. Chúng tôi phải nhận được yêu cầu của bạn trong vòng 10 ngày theo lịch kể từ ngày gửi thư trên mẫu giấy. Nếu EDD không nhận được các tài liệu cần thiết hoặc yêu cầu thêm thời gian hoặc chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn, bạn sẽ không đủ điều kiện để nhận trợ cấp. Bạn sẽ nhận được thông báo bị loại, thông báo về quyết định, qua thư. Bạn sẽ phải nộp đơn kháng cáo để nhận được quyền lợi cho yêu cầu này. Hướng dẫn về việc thu thập tài liệu của bạn. Để EDD xác minh danh tính của bạn, bạn phải tải lên hai file. Thứ nhất là tài liệu nhận dạng có ảnh, thứ hai là một tài liệu nhận dạng khác. Tùy chọn, bạn có thể tải lên tối đa 3 tài liệu nhận dạng bổ sung. Về nhận dạng ảnh, giấy tờ tùy thân có ảnh của bạn phải hiển thị tên, ngày sinh và ảnh của bạn. Bạn có thể sử dụng bất kỳ tài liệu nào từ danh sách sau, miễn là nó chưa hết hạn, như là thẻ căn cước, ID, tiểu bang, giấy phép lái xe, hộ chiếu Hoa Kỳ hoặc thẻ hộ chiếu, thẻ quân sự Hoa Kỳ, mặt trước và mặt sau, thẻ căn cước của quân nhân phụ thuộc, mặt trước và mặt sau, thẻ thường trú, giấy chứng nhận quốc tịch, giấy chứng nhận nhập tịch, tài liệu cho phép tuyển dụng, hộ chiếu nước ngoài. Về tài liệu nhận dạng khác, bạn có thể sử dụng bất kỳ tài liệu nào từ danh sách sau, quá trình công tác hay double U2 từ năm ngoái, hay phiếu thanh toán hoặc bản sao kê thanh toán cho thấy ngày phát hành trong vòng 12 tháng trước ngày khiếu nại của bạn được nộp, tên hoặc chữ viết tắt và họ của bạn. Ít nhất 4 chữ số cuối cùng của số an sinh xã hội hoặc số nhận dạng nhân viên của bạn, tên chủ nhân của bạn, ngày của kỳ trả lương hoặc ngày nó được phát hành, xác minh địa chỉ. Bất kỳ hóa đơn hoặc báo cáo tài chính nào thể hiện tên và địa chỉ cư trú của bạn, hóa đơn tiện ích, điện, ga, rác, nước hoặc cống rãnh, hóa đơn truyền hình cáp hoặc Internet, hóa đơn điện thoại, sao kê ngân hàng, hóa đơn thuế tài sản, tuyên bố thế chấp, hợp đồng thuê hoặc cho thuê có ghi tên và địa chỉ cư trú của bạn, đăng ký hộp thư riêng. Về số an sinh xã hội, quan trọng, thẻ an sinh xã hội được lưu sẽ không đáp ứng yêu cầu này, tuyên bố an sinh xã hội, tất cả các trang. Thông báo cho bên thứ ba về việc chỉ định số an sinh xã hội, SSI trừ, báo cáo thông tin bảo mật về quyền lợi an sinh xã hội, SSI. Về ngày sinh, giấy khai sinh chính thức, kèm bản dịch chính thức, nếu có. Quý vị phải chuẩn bị điều gì trước khi tải tài liệu yêu cầu lên trang mạng UI Online? Chuẩn bị tài liệu của bạn để tải lên, như tạo bằng cách scan vào máy tính, chụp ảnh bằng phòn chuyển vào máy tính, v.v. Nếu không rành nên nhờ người thân sử dụng máy tính tốt chuẩn bị dùng.
EDD nói rõ rằng các tài liệu bạn tải lên phải rõ ràng và dễ đọc để chúng tôi có thể xác minh danh tính của bạn. Bạn có thể quét chúng hoặc chụp ảnh bằng máy ảnh kỹ thuật số hoặc thiết bị di động của mình. Kích thước file tối đa là 25 MB. Về cách tải lên tài liệu của bạn, sau khi bạn đã chuẩn bị các tệp của mình, hãy chọn tiếp theo và làm theo hướng dẫn để tải chúng lên. Quan trọng, bạn sẽ có 30 phút để tải lên tài liệu của mình. Video tới đây tạm kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Nếu quý vị và các bạn thấy rằng video của kênh là hữu ích, xin dành chút ít thời gian để đăng ký, like, share ủng hộ cho kênh. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video kế tiếp của kênh Việt US 1040.